Xin chào tất cả mọi người, mình là Lan Tây đây. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Thủy Aerobic. Và hôm nay là video số 2 trong chuỗi video hướng dẫn các bài tập kỹ thuật aerobic. Và trong video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn các chị kỹ thuật giật bụng. Giật bụng là một trong những kỹ thuật mà các chị rất là thích, rất là mê ạ. Nhưng mà hầu hết mọi người đều phản ánh với em rằng là chị tập hoài mà bụng chị vẫn cứng ra, chị không giật được. Thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn chi tiết từng ý một để các chị có thể học được cái kỹ thuật giật bụng này một cách tốt nhất. Và một điều lưu ý rất là quan trọng đó là kỹ thuật giật bụng là kỹ thuật nâng cao của kỹ thuật hóp mở. Vì vậy, ngay bây giờ nếu như chị nào còn chưa nắm chắc cái kỹ thuật hóp mở thì hãy ấn vào link bên dưới vào bài tập số 1 của em Lan hướng dẫn kỹ thuật hóp mở. Sau khi hoàn thành bài học kỹ thuật hóp mở thì các chị học kỹ thuật giật bụng rất là đơn giản ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập. Đầu tiên, hai chân của chúng ta sẽ đứng bằng vai hoặc là rộng hơn vai. Mũi chân vuông góc với mặt phẳng phía trước. Sau đó, đầu gối của chúng ta sẽ chùm nhẹ. Các chị nhớ nhá, là đầu gối của chúng ta sẽ chùm nhẹ. Mông sẽ hơi ưỡn về sau. Lưng thẳng, ngực hơi ưỡn và thả lỏng vai ra. Các chị nhớ chưa ạ? Đầu gối là chúng ta sẽ chùm nhẹ, không được giữ thẳng đầu gối và cũng không được chùm quá đầu gối. Mông chỉ hơi ưỡn về sau, giữ lưng thẳng, ngực hơi ưỡn này và vai. Sau đây em sẽ cho các chị quan sát kỹ mặt phẳng nghiêng nha. Đây ạ. Mũi chân vuông góc này, đầu gối hơi chùm nhẹ này, mông hơi ưỡn, cột sống lưng giữ thẳng và giữ thẳng vai. Đó. Và bắt đầu vào kỹ thuật giật bụng. Một điều chị em phải lưu ý đó là cơ bụng của chúng ta luôn luôn phải siết lại để chúng ta có thể giữ chắc các cơ quan nội tạng bên trong. Đó. Và thứ hai là chúng ta phải thả lỏng vai ra, tập trung hoàn toàn tâm trí vào cơ bụng. Có rất là nhiều chị khi tập chúng ta gồng vai lên rất là nhiều. Vì vậy mà chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ bị mỏi vai trước đã. Rất là đau và mỏi vai. Và điều thứ hai là chúng ta sẽ không dồn tâm trí của chúng ta để siết cơ bụng. Như vậy thì bài tập của chúng ta sẽ không có hiệu quả. Như vậy chúng ta sẽ dùng lực ở đâu ạ? Đó, các chị phải dùng lực ở cơ mông, hai cơ mông bên ngoài và cơ đùi bên phía trong. Dùng lực kết hợp ẩn hông về phía trước là một cử động hóp, giật lên. Tiếp theo, cử động số 2, hóp, giật lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và sau đây chúng ta sẽ quan sát thật kỹ mặt phẳng nghiêng. Tư thế chuẩn bị này. Chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và một cái mẹo nhỏ rất là quan trọng để các chị có thể tự tập luyện tại nhà tốt hơn, đó là các chị hãy kiên trì đứng trước gương và tự tập theo nhịp đếm của chính mình. Trong quá trình mới tập đầu tiên, các chị không nên ghép theo tiếng nhạc. Bởi vì khi có tiếng nhạc vào, chúng ta sẽ bị cuốn theo nhạc và chúng ta sẽ bị rối động tác. Thì chúng ta sẽ tự tập và tự đếm động nhịp cho mình. Ví dụ, theo nhịp đếm của em Lan ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cứ đều đặn, liên tục và liên tục như vậy. Và dần dần các chị sẽ đếm nhịp tăng nhanh hơn. Ngày hôm nay sẽ nhanh hơn ngày hôm qua một xíu. Và sau đây em sẽ quay một video để hướng dẫn các chị thực hành giật bụng chậm. Và chúng ta cùng bắt đầu vào bài tập nha. Lắc nhẹ hông nào. Mới giật bụng, các chị sẽ tập những động tác giật bụng rất là đơn giản thôi. Chúng ta chuẩn bị nào. Hóp lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2,
cố định nào. Xiết mông lên. Thả lỏng vai ra nhá. Tập thật cơ bản nào. Một tay. Nên nhớ là thả lỏng vai ra nha, tập trung hết lực vào hông nào. Đổi tay nào. Bam!
vừa rồi là bài thực hành hướng dẫn động tác giật bụng rất là chậm và rất là cơ bản. Các chị hãy kiên trì tập đi tập lại nhiều lần, làm đi làm lại nhiều lần. Chắc chắn chỉ sau một tuần thôi, các chị sẽ tự thấy sự thay đổi, sự khác biệt trong chính những động tác tập của mình. Sau bài tập ngày hôm nay, nếu như các chị có những thắc mắc, ý kiến phản hồi, hãy comment ngay dưới bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp cho fanpage Việt Thủy Aerobics. Chúng em sẽ giải đáp những thắc mắc đó ngay lập tức. Và đừng quên chia sẻ những video này cho những người bạn đam mê bộ môn aerobics. Xin chào và hẹn gặp lại!